Hàng chục chú chó Corgi cùng chủ nhân của chúng đã có mặt tại quán cà phê. Chúng được phục vụ miễn phí những món ăn yêu thích như bánh quy dành cho chó hay patochino, một loại cà phê cappuccino dành riêng cho chó. Thật điên rồ, ở đây có rất nhiều chó Corgi, chúng chạy nhảy khắp nơi. Những con chó thích nơi này, đây như là thiên đường của chúng vậy. Cha của nữ hoàng, vua George VI là thành viên hoàng gia Anh đầu tiên sở hữu giống chó này. Và năm nữ hoàng 18 tuổi, cha bà đã tặng cho bà một con chó Corgi có tên là Susan. Từ đó, nữ hoàng Elizabeth đệ nhị đã sở hữu hơn 30 con chó Corgi trong suốt thời gian bà trị vì, trong đó có 14 thế hệ thuộc cùng một gia đình chó. Trong hầu hết các chuyến công tác hay đi du lịch, nữ hoàng Anh đều đưa những chú chó này đi theo.